Dành cho bạn nào chưa biết về nguồn gốc của bộ video này thì uh, Hồi World Cup 2022 ấy, mình có làm một cái event là nếu mà Messi vô địch World Cup ấy, thì mình sẽ chia sẻ cái bộ uh, video Vantage miễn phí <laughs> à, không ai ngờ là Messi vô địch thật Thế nên là mình nói thì mình sẽ giữ lời, mình sẽ chia sẻ các bạn video, bộ video này Còn cái nguồn gốc của bộ video này thì uh, các bạn có thể xem trên màn hình ấy, là vào khoảng năm uh, 2021 tức là cách đây khoảng 3 năm, à 2 năm thì mình bắt đầu mình mở bán cái bộ video uh, về uh, Chaos Vantage và bộ video lúc đó thì rẻ lắm, có 500 nghìn trong ngày mở bán Và mình chỉ bán với giá đấy trong một ngày đầu tiên duy nhất thôi Từ ngày thứ hai thì giá hay tăng lên là một triệu rồi Và dự kiến giá chính thức thì sẽ tăng lên 2 triệu khi mà mình ra hết video Tại vì lúc mà mình mở bán là mình còn chưa làm xong cái bộ video này nữa Và tổng thì nó có dự kiến nó khoảng tầm 12 video Thì uh, cho tới khi mà mình làm được khoảng 8 video ấy Thì rất tiếc là bị một người khác uh, hoặc là một vài người khác ăn cắp video và ra bán trên các cái group trên mạng Thì uh, sau đó thì nhân tiện là có cái dịp uh, World Cup ấy thì mình, mình quyết định là mình sẽ phát hành cái bộ video này miễn phí cho cộng đồng và đương nhiên là nó chỉ dừng lại ở 8 video đã ra mắt thôi còn những cái video sau đó thì không có. Và để đảm bảo quyền lợi cho những người đã mua ấy, thì mình có phát hành một cái phiên bản số 2 của bộ video này vào tháng 12 năm 2022 tức là sau khoảng một năm sau khi mà mình bán cái bộ video này. Cái phiên bản 2 thì nó có một số điểm đặc biệt đó là mình quyết định là mình làm lại toàn bộ nội dung video mới hoàn toàn và tăng cái số lượng video lên khoảng hơn 20 video đồng thời là mình cũng tăng giá bán nữa và có một cái điểm đặc biệt đấy để đảm bảo quyền lợi cho những người đã mua của mình thì những người đã mua sẽ không phải trả thêm tiền mà vẫn hoàn toàn xem được hết tất cả các cái nội dung của bộ video mới này nên là tóm lại càng mua sớm thì càng rẻ Vậy nên là cái bộ video miễn phí mà các bạn đang xem thì nó chính là cái bộ video ở trong cái phiên bản 1 này Và trong cái bộ video phiên bản 1 khi mà mình cái với cái nội dung cũ ấy thì là mình muốn nói về một cái nó gọi là GPU Workflow Hay còn gọi là GPU Workflow đi, nghe cho nó xính ngoại Nên là cái bộ video phiên bản 1 này thì nó không hẳn là hoàn toàn về Chaos Vantage Mặc dù là Phần lớn nội dung thì sẽ nói về Chaos Vantage nhưng mà các bạn, à, nếu mà xem các bạn sẽ thấy có một số cái video mà mình không 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 Nhắc gì đến thằng Vantage này quá nhiều mà mình đi phân tích những cái khía cạnh Xung quanh mà nó chủ yếu là liên quan về GPU Workflow à, Xin chào các bạn, đây sẽ là tập 8 của loạt video về GPU rendering à, tên là dynamic texture. Cái tính năng dynamic texture này nó là một cái tính năng rất là hay và nó vừa mới được ra mắt trên cái phiên bản à, Vantage 1.82 à, vừa mới ra mắt ngày hôm qua, ngày 13 tháng 10 năm 2022. Thì có thể nói là đây là cái uh, có thể nói là đây là một cái tính năng phải nói là cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời dành cho những anh em máy yếu. Bởi vì ở đây mình nói qua một tí nhá thực ra trước khi nói này á thì phải có nói một cái điều à có một cái mà nó cũng không liên quan đến video này lắm nhưng thực ra lại rất là liên quan mà mình rất là muốn nói với các bạn đấy là mình biết là có một số bạn xem video này và các bạn hay nói chung là cái tâm lý của các bạn vậy thôi là cái tâm lý của video tâm lý chúng ta khi xem video là lúc nào chúng ta cũng muốn là tua nhanh đến cái đoạn mà mình đang đang cần biết cái đoạn mà mình đang muốn biết hay là nói một cách khác, nói một cách dễ hiểu hiểu hơn là khi mà các bạn muốn cái tâm lý của các bạn là học van là các bạn muốn nhanh chóng là biết cách để điều khiển van test luôn và và các bạn hay nói như nào nhỉ? Muốn mình nói luôn là nói mẹ luôn mà cái thông số là đi cho đỡ đau đầu đúng không? Nhưng mà thực ra thì ở đây bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp bằng tất cả sự tử tế thì mình có thể nói với các bạn là đấy là cái suy nghĩ của các bạn như vậy là nó bị sai và với cái suy nghĩ đó thì các bạn sẽ gần như không bao giờ học được tốt cả à, bởi vì kiến thức á, nó có rất nhiều thứ nó liên thông với nhau nó không chỉ đơn thuần là thông số thực ra thì từ rất lâu rồi từ từ rất lâu từ mấy năm nay rồi mình luôn luôn nếu mà bạn nào mà đã từng hỏi mình các kiến kiến thức về vray hay là về đồ họa gì đó thì các bạn luôn luôn nhận được một câu trả lời đồng thống nhất của mình đó là cái thông số bây giờ nó không còn quan trọng nữa gần như bây giờ vray -right nó chả có thông số gì cả cái quan trọng là cái quy trình chúng ta làm việc thôi nên là chúng ta mà càng để ý vào thông số thì chúng ta càng gần như là không thể làm việc được chúng ta càng không biết cách làm nên là các cái mà mình hay nói các bạn là để các bạn biết cách làm thì các bạn phải để ý vào cái nó gọi là uh, quy trình và nguyên lý thế nên là trong những cái video mình làm á, thì có cái video số 1 cái video đầu tiên này là một này và cái video số 3 ấy, mình nói rất kỹ về nhiều cái vấn đề mà tưởng chừng nó không liên quan gì đến Vantage nên là nhiều có, mình biết là có nhiều bạn xem video này thì các bạn thấy là nó chả có gì liên quan cả phí thời gian. Nhưng thực sự là các bạn phải xem kỹ mấy video này ấy, thì các bạn mới hiểu được cái video mà mình nói sau đây mới hiểu về thế nào là cái sự lợi hại của Dynamic uh, Texture. Cái Dynamic Texture nó là mình tính năng cực kỳ hay nhá. Ở đây nó sẽ giải quyết một cái bài toán như này này là các bạn biết là trong một cái bài này của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều cái texture đúng không ở đây chúng ta đếm sơ sơ sẽ thấy là có hầu như là bất kỳ vật liệu nào nó cũng có texture bất kể là các bạn dùng SketchUp hay là dùng 3ds Max nói chung là các bạn đã render là phần vật liệu của các bạn nó phải có texture mà vật liệu nó không phải là chỉ có một texture mình lấy ví dụ như là cái sàn à, cái sàn gạch này chẳng hạn thì nó sẽ có những cái texture nào đây các bạn thấy nó có từng này cái texture nó gồm đâu đấy 6 cái. Và các bạn thấy là cái tổng dung lượng của mấy cái texture này nó tận 100 MB cho uh, vì texture này nó toàn là khổ 4K cho mỗi cái sàn gạch. Vậy thì bây giờ các bạn thử uh, thử đếm xem trong bài này nó có bao nhiêu vật liệu, đúng không nào? Thì các bạn đã thấy rằng là như vậy chúng ta giờ đấy là khi mà bàn của chúng ta mà càng nhiều vật liệu á mà những cái vật liệu đấy chúng ta càng dùng nhiều nhiều map nhiều texture ở đây có một cái điều cần phải nói thêm nhé là có nhiều người có cái thói quen làm vật liệu nó rất là ẩu tức là đa phần các bạn chỉ sử dụng một cái map uh, diffuse và sử dụng một cái map để làm phản xạ hết thì thực ra nếu mà các bạn dùng mẫu như vậy thì vật liệu của các bạn nó ra nó không bao giờ đẹp đâu nó chúng ta phải sử dụng thêm những cái map khác nữa nên là khi mà chúng ta mà làm vật liệu nó càng kỹ ấy, thì nó càng phải cần nhiều map nó mới càng ra được cái độ tinh tế của vật liệu thì như vậy chúng ta mới gọi là tận dụng được hết cái sức mạnh của v -Ride. chứ còn nếu mà các bạn chỉ dùng mỗi map diffuse, map băm với cả map phản xạ thì nói thật các bạn dùng mẹ escape đi cho nó nhanh tại vì đơn giản là thằng escape nó chỉ cho các bạn dùng được đến từng đấy cái map muốn dùng hơn nó cũng không cho dùng hay là Lumion nó cũng tương tự còn v thì nó lại cho chúng ta dùng rất 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 nhiều map đấy là cái lợi thế của v -Ride hay là ví dụ như là mình lấy ví dụ như cái rèm như thế này chẳng hạn là bên thằng Enscape nó cũng không bao giờ nó làm được bởi vì cái cái rèm này các bạn thấy là nó vừa có một tí nó hơi động sáng mà vẫn nhìn xuyên qua được đúng không chúng ta vẫn nhìn xuyên qua được đằng sau cái rèm rồi nó vẫn có cái độ xuyên sáng thì cái này nếu mà bạn nào mà đã từng dùng Lumion hay là từng, từng, từng dùng Enscape các bạn thấy là mấy cái này hai thằng đó nó làm nó dở ẹt à thì chỉ có V-Ray Corona F-Storm tức là những cái phần mềm mà nó render theo cái lối là ray tracing ấy thì nó mới làm được điều đấy. Còn nếu mà bạn nào mà không hiểu ray tracing là gì thì đây, bạn các bạn có thể xem lại cái video số 3 và hoặc là video số 1 mình có nói rất kỹ, rất chi tiết về thế nào là ray tracing, thế nào là uh, rastering. Thì uh, quay trở lại cái vấn đề ở đây nhá, là tóm tắt lại là mình có một cái lời mình có một cái lời khuyên chân thành dành cho các bạn ấy là các bạn nếu mà đã dùng v thì uh, làm uh, làm vật liệu ấy, chúng ta dùng nhiều nhiều mát một chút. Và vật liệu nó sẽ tinh tế ví dụ như là cái bàn này nếu mà các bạn đợi thì nó nó render xong á các bạn có thấy là những cái chỗ phản xạ này này càng ngày nó càng trở nên nó tinh tế đây nó rõ hơn không? đấy các bạn thấy là có những cái vệt như kiểu là cái vệt của cái cốc cốc, công nước á chúng ta uống xong chúng ta đặt lên mặt bàn xong về sau nó đây nó vẫn để hẳn lại cái vệt của cốc nước đúng không đây thì khi mà chúng ta làm vào vật liệu càng kỹ thì nó càng tinh tế nhưng mà đổi lại á, là cái số lượng map chúng ta dùng càng phải nhiều và khi mà cái map của mình dùng càng nhiều thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là các bạn dễ bị tràn cái VRAM còn lý do vì sao bị tràn VRAM thì trong cái video số 6 này mình cũng đã giải thích rất chi tiết là lý do vì sao chúng ta lại tràn bị, bị tràn VRAM thế nên là tóm tắt lại thì chúng ta mới có một cái vấn đề ấy là với tất cả những cái phần mềm mà render bằng VGA thì nó đều rất dễ bị tràn VRAM tại vì cái VRAM của VGA bây giờ những cái con phổ thông bình thường các bạn có thể mua được một cách bình thường á. nó lanh quanh đâu đấy khoảng tầm 10 cho đến 12 GB RAM kể cả là những con như kiểu nghe có vẻ đắt tiền như con 3080 hay là 3080 ti chẳng hạn thì nó cũng chỉ như này thôi thì cái số lượng VRAM này á nếu mà chúng ta vẽ công trình nhỏ hoặc là chúng ta làm vật liệu sơ sài thì không có vấn đề gì hết nhưng mà khi các bạn muốn làm đẹp muốn làm cho cái bài của mình nó tinh tế muốn trồng cây giải có nói chung là muốn vẽ kỹ á, cái 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 file nó nhiều chi tiết hơn ấy, thì VRAM lúc đấy nó sẽ không thể đáp ứng nổi và như vậy nó sẽ bị tràn giam vậy thì trong cái bản cập nhật mới của Vantage cái bản 1.82 nó có một cái tính năng rất hay đấy là cái tính năng Dynamic Texture thì cái Dynamic Texture này á, mặc định là nó đã được tích, kích hoạt và nó sẽ nằm ở trong cái mục render này thì uh, các bạn uh, bởi vì nó là một tính năng rất hay nên nó đã mặc định nó bật lên cho chúng ta rồi nhưng mà ở đây thì mình nói để các bạn hiểu để lúc nào chúng ta cũng kiểm tra xem nó đã được bật lên hay chưa thôi thì khi mà chúng ta bật nó lên á cái cơ chế hoạt động của nó sẽ là như này này trong một cái view của chúng ta nó sẽ có những cái đối tượng mà nó gần camera và có những đối tượng nó nằm ở xa camera đúng không ạ Thế bây giờ cứ giả sử nhé là cái bài này tất cả mọi map mình đều dùng map uh, chất lượng cao là map 4k hạn thì với cái map 4K ấy, thì những cái chỗ này này nó mới lên được đủ chi tiết nó sẽ không bị mờ chứ nếu mà chúng ta dùng cái map mà độ phân giải nó thấp quá dụ 1K hoặc 2K thì mà bây giờ cả cái ảnh này của chúng ta lại gen khổ lớn dụ gen khổ 4K hay 8K nhỉ ạ thì các bạn sẽ gặp một tình huống là những cái chỗ này của các bạn là map nó mờ tịt map nó mờ tịt bởi vì cái map độ phân giải nó nhỏ quá thế nhưng mà nếu mà chúng ta dùng map 4K ấy, thì ok chỗ này nó ok nhá nhưng mà nó lại gặp một cái vấn đề là những cái chỗ này Thực ra các bạn thấy những chỗ này nó quá xa. Thì những cái chỗ này nếu mà chúng ta mà lại uh, dùng map 4K vào đây thì một là uh, render lên nó cũng không nét được hơn so với cả một cái map nhỏ. Tại vì cái diện tích chiếm chỗ của chỗ này nó nhỏ quá, nó xa camera quá. Nhưng mà các bạn có đồng ý mình là đến một cái lúc nào đó chúng ta lại nhảy sang góc này. Đây, ví dụ mình nhảy sang góc này mình đứng nhá. Ví dụ bây giờ mình, mình nhảy sang góc này đi. Ở góc gần này các bạn thấy là nhìn vân gỗ nó nét nó rõ được từng cái vân gỗ này. này. Thì vì đơn giản là map nó nét thôi. Thì lúc đấy cái chỗ cái bàn này này nó lại trở thành là Nó xa camera Thì lúc này cái chỗ cái bàn nó lại chỉ cần Một cái map ở chất lượng nhỏ thôi Thế thì nếu mà theo phương pháp truyền thống Thì các bạn thấy rằng là Nếu mà chúng ta cứ dùng map 4K cho tất cả cái nhà này ấy, Thì chỗ nào nó cũng uh, Hiển thị nó cũng sắc nét và nó bị thừa Vậy thì cái dynamic Cái tính năng dynamic texture này Các bạn cứ hiểu đơn giản là nó sẽ tự động nó Tùy chỉnh cái độ phân giải Của ảnh uh, Làm sao cho nó phù hợp với cả Cái vị trí của đối tượng so với camera. Hay nói một cách khác là khi chúng ta ở góc này chúng ta render thì cái map ấy của những cái đối tượng của những cái vật liệu ở chỗ này này là nó sẽ được à, xử lý ở cái độ phân giải cao nhất 4K ví dụ 4K đi của nó để làm sao cho chúng ta có được một cái kết quả mà chúng ta thấy nó chân thực nhất, à, nét nhất. Nhưng mà những cái đối tượng ở xa ví dụ mấy cái ghế này chẳng hạn nhìn nó mờ mờ thì lúc này ấy, là cái texture của cái ghế này nó sẽ bị Downscale tức là nó sẽ bị scale nhỏ xuống để giảm cái độ phân giải của cái của cái ghế này đi, của ghế này đi. Bởi vì như vừa nói rồi là chỗ ghế này nó nhỏ quá mà nó xa quá thì nó cũng không cần thiết phải có một cái map độ phân giải to ở đây. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái phần cứng máy tính của chúng ta ấy, nó giảm cái nặng đi, nó không phải loát quá nhiều và thời gian render nó cũng nhanh hơn nữa. Nói chung là mọi thứ nó đều nhanh, nó đều mượt mà, nó đều nhẹ hơn rất 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 nhiều thì đấy là một cái tính năng mới à, về à, dynamic texture. Ngoài ra trong cái phiên bản à, 1.8 này á nó cũng có một cái tùy chọn mà các bạn theo mình các bạn cũng nên bật đấy là khi các bạn render ảnh hoặc render phim, á nó sẽ có một cái tùy chọn về denoise. Thì với cái denoise này này thì nó à, cái này thì nó không mặc định nó không tích nhá, nó sẽ để cho mình tích là only final pass. Thì khi mình tích vào đây ấy, thì nó sẽ giống như kiểu là bên v ấy, là chúng ta render xong ảnh thì nó mới denoise còn mặc định nếu mà mình không tích vào đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là đây nó luôn luôn nó nó đi nói các bạn thấy ví dụ như cái ảnh này mình xoay cái cái view này mình xoay ra đây mà tí, các bạn thấy là gần như là đi nó đi nói ngay lập tức Đấy, buông chuột ra cái là nó đi nói ngay lập tức thì như vậy thì nó sẽ khiến cho cái thời gian render nó lâu hơn một chút nên là khi mà chúng ta muốn render nhanh hơn một tí ấy, nhất là khi mà chúng ta render phim thì các bạn nên tích vào cái này là only final pass thì nó sẽ nhanh hơn một tí Ngoài ra thì có một cái chế độ là Reduce uh, Flickering Thì cái này nó sẽ cải thiện cái uh, Việc là uh, đôi khi là render nó bị nháy nháy hình gọi là cái hiện tượng flickering Thực ra cái flickering này á, thì trong những phiên bản cũ thì nó cũng uh, Mặc dù là nó có cái tùy chọn này nhưng mà nó vẫn bị flickering bình thường thôi Nhưng mà sang những phiên bản mới thì càng ngày nó càng update uh, tốt hơn Ngoài ra trong phiên bản 1.82 này nó có một cái tùy chọn mới đấy là cái này này Cái ghim này, này Cái ghim này thì mặc định là nó không ghim nhé thì khi mà không ghim như này thì các bạn... À, thực ra cái tùy chọn này thì nó không quan trọng lắm bởi vì khi mà mình sử dụng hai màn hình ấy Thì mình hay có một cái thói quen là một cái màn mình để riêng màn hình test để mình làm Còn một màn ấy thì mình sẽ mở SU hoặc là mở MAX lên Nói chung là phần dựng hình các thứ mình chỉnh là mình chỉnh bên này Thì hầu như là ai dùng thế thôi Nhưng mà nếu mà có nhiều bạn mà chỉ dùng một cái màn hình thì các bạn sẽ... Nhiều khi là các bạn sẽ cần cái tính năng cái ghim này Cái ghim này nó đơn giản là nó sẽ ghim cái màn hình test luôn luôn gọi là Always On stop. Luôn, luôn nó sẽ nó không nó sẽ không bao giờ nó bị một cái cửa sổ nào chèn lên ví dụ như này mình có một cái cửa sổ này các bạn các bạn thấy là mình có thể mình chèn nó lên như này đúng không thì nhiều khi mà ấn vào đây nó hơi phiền thì bây giờ các bạn tích vào đây ấy, thì sẽ không sẽ không có bất kỳ một cái cửa sổ nào nó có thể chèn lên cái Vantage này được đấy thì uh, nó cũng là một cái tính năng cũng mình nghĩ đánh giá nó cũng khá là hay các bạn có thể uh, cân nhắc sử dụng hoặc không ngoài ra có một số cái uh, trong cái phiên bản mới này cũng khá là hay ho ví dụ như bây giờ bình thường À, nó sẽ bổ sung thêm một cái thanh à, nó sẽ bổ sung thêm một cái thanh trượt đấy nhá ngày xưa khi mà chúng ta muốn tăng giảm cường độ ấy, thì chúng ta hay ấn giữ chuột trái vào cái mũi tên này này xong mình kéo lên hoặc kéo xuống thì cái này thực ra nếu mà ai dùng 3ds max cũng hiểu thì sẽ quen còn dùng bên ví dụ ai dùng su thì sẽ không quen với cả cái thao tác này lắm thực ra su thì uh, vray su ấy, từ cái phiên bản vray năm nó đã có cái cái tính năng đấy rồi nhưng mà nhiều khi ít bạn để ý thôi nghỉ tiện thì mình nói thêm cho bạn nào chưa biết dùng thì dùng nhé nói chung tính năng này dùng khá hay kéo lên kéo 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 này bây giờ đích thích trả nó về giá trị 1 thì hoặc giá trị mặc định ấy, thì mình sẽ ấn chuột phải vào cái chỗ mũi tên này này ấn chuột phải vào này Đấy, nó sẽ reset lại về cái giá trị mặc định thì cũng ok thôi à, nhưng mà có rất nhiều khi ấy, mà chúng ta muốn tăng cái cường độ lên nhiều bởi vì các bạn thấy là nếu mà mình ấn chuột trái vào đây xong mình kéo lên kéo xuống ấy, thì các bạn thấy là cái độ tăng giảm giá trị nó không nhiều lắm nó cứ chạy vượt từ từ đây thôi bây giờ mình muốn tăng phát lên 100 chẳng hạn thì hơi khó Đấy, còn cái việc mà chúng ta hay làm là chúng ta sẽ kích vào đây xong gõ 100 thì nhiều khi thao tác đấy chúng ta hơi lười thì chính vì lý do đấy nên là nó bổ sung thêm cái thanh slider này thì các bạn có thể kéo vèo phát lên một chắc đấy, rất là đơn giản nhưng mà khi các bạn đang kéo như này ấy, mà các bạn lại muốn kéo nó thật là thấp chẳng hạn thì hơi khó thì ở đây hãng nó có bổ sung một cái tính năng mới là trong lúc mà chúng ta kéo như này, này chúng ta có thể ấn giữ phím cancel đấy thì cái việc kéo cái thanh slider này nó sẽ chậm hơn đấy, các bạn thấy mình không thể kéo nhanh này nữa à, cái độ cái độ thay đổi của nó nó sẽ chậm hơn thì cũng là một cái tính năng vui chơi giải trí nhưng mà cũng cũng, cũng khá là hữu dụng ngoài ra thì à, có cái này không biết các bạn đã để ý hay chưa thực ra cái này của nó cũng là một cái bản mới trong bản 1.82 này cái bản cũ thực ra nó cũng có nhưng mà nó không không như này thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta à, điều chỉnh được các cái thông số về à, À, thực ra cái min uh, reflection glossiness này chúng ta bỏ qua đi tại vì cái min thì đương nhiên là chúng ta sẽ để là không rồi à, nhỏ nhất mà còn mình có dùng đến nhỏ nhất hay không thì tùy mình nhưng mà ở đây nó có thêm một cái giá trị là cái multiplier hay có hiểu là một cái hệ số nhân của hai cái map băm là map băm và map normal băm thì ở đây chúng ta sẽ có thể sử dụng nó để chúng ta điều khiển được cái độ băm của mình nó được tốt hơn mình lấy một cái ví dụ nhá như cái tường này chẳng hạn À, bây giờ mà cái, cái tường này thực ra là mình đang dùng băm á mình đang sử dụng à, không biết các bạn có để ý không nó chính là cái à, băm cái mạch của cái tường này đấy thì bây giờ mình muốn cho nó băm mạnh hơn đấy, thì mình sẽ kéo cái hệ số băm của nó lên nó đấy kéo này lên rất đơn giản bây giờ, giờ mình kéo lên bốn cái đấy, các bạn thấy nó băm sâu hơn không đấy thì ở đây cũng là một cái tính năng khá là hay à, tuy nhiên là các bạn à, nhớ rằng á, là cái 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 Montiplier này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả những cái vật liệu mà sử dụng cái normal băm của chúng ta thế nên chứ không phải là nó dùng cho không phải là nó nó tác động lên mỗi một vật liệu ở đâu nhé mà tất cả cái vật liệu nào trong bài của chúng ta mà có sử dụng normal băm á thì nó đều sẽ bị tăng cái hệ số lên ví dụ ở đây mình nhớ là cái tường này mình cũng có sử dụng normal băm hay sao ta ờ, không nhớ chính xác lắm thầy lâu không mở cái file này lên đây hãy lấy như cái sàn này đi, cái sàn này các bạn thấy là ở đây nó đang băm, à, ví dụ để giá trị mặc định nó là một nhé. Bây giờ mình tăng cái nó màu băm lên đó, thì cái sàn ví dụ tăng lên 6 rồi ạ. Cái sàn này nó sẽ băm lên trong khi cùng này. Nên là thực ra cái thông số này các bạn dùng thì các bạn nên uh, cẩn thận, đừng lạm dụng nó quá. Tại vì nhiều khi chúng ta không để ý, ví dụ chúng ta muốn là cái sàn nó băm mạnh lên như này, thì thực ra bình thường chúng ta nên chỉnh cái sàn, chỉnh độ băm của cái sàn này trong vray chứ không nên chỉnh ở đây. Tại vì nếu mà ở đây mà chúng ta chỉnh nó lên bảy, ạ thì cái sàn này nhìn thì đẹp nhưng mà nhiều khi nó lại ảnh hưởng đến những chỗ khác ví dụ đây qua cái tường này là cái tường này mà băm 7 mà tăng cái hệ số băm lên 7 thì nó lại rất là xấu đây u uh, trông kinh quá đây, cái, cái chỗ tường này thì mình nghĩ nó chỉ khoảng tầm uh, một hơn một tí thôi đây. với với ví dụ với giá trị này mình thấy ok Thứ giá trị giá trị này mình chưa ok lắm <laughs> ví dụ mình nghĩ là mình sẽ để lại giá trị là một đi. ví dụ với mình cái tường này như này là ok rồi Nhìn chung thì cái phiên bản 1.82 này nó không có nhiều cái uh, thay đổi quá nhiều đâu. Nó có thêm cái hay nhất là cái dynamic texture thì mình vừa nói với các bạn rồi. Uh, mặc định nó đã bật lên cho chúng ta rồi. Nhưng mà ở trong cái phiên bản tiếp theo là phiên bản uh, uh, 1.9 và uh, 2. thì nó sẽ có nhiều cái thay đổi phải nói là cuộc cách mạng cực kỳ hay. Nhưng mà thôi cái đấy chắc phải 2 3 tháng nữa nó mới phát hành mất còn hiện tại nó mới bản beta thôi. Thì cái bản beta này mình sẽ không có thể nói được với các bạn uh, quá nhiều thứ về nó bởi vì nó vẫn chưa ra mắt chính thức mà thì bao giờ ra mắt chính thức thì tính nhé rồi vậy thôi cái video này ngắn gọn lên thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo